siêu phẩm cho mọi người nhé. Đà đào búa Gitano nhập Mexico cho các anh. Vẫn còn hai con đực đen tuyền nữa, bởi vì em chuyển từ trại ra cái lồng bé quá mà. Đợt này là toàn con to ấy mọi người, nên là vẫn phải để hai con. Ngày mai thì em sẽ quay nốt hai con đực nhé, chuyển nốt hai con đực ra thì em sẽ quay cho mọi người. Đây, toàn đực luôn mọi người ạ. Duy nhất một bé cái cho mọi người. Màu đen tuyền và màu đu rông này. Đàn này khung gọn rất là cao to dài trùng khó luôn. Một mũi mọi người nhìn này. Úi dồi ôi, quay mông ra đây để đi vệ sinh lại một bãi rồi. Dọn nhanh dọn nhanh. Không là đạp hết luôn. Đấy còn nguyên này, phân cứng đét luôn. Đây mọi người nhìn cái chất lông này. Lông rất là đẹp nhé, mượt luôn mọi người ạ, khung to lắm. Úi dồi ôi, nó nhảy chồm chồm theo. Đây, em sẽ quay từ trên xuống cho mọi người xem chất lông của đàn này. Đàn đu rông và đen tuyền. Đen tuyền là đen tuyền ánh đỏ nha mọi người nhé. Bây giờ là em đang quay buổi chiều nên là nó không có hơi có ánh nắng vào ấy. Nếu mà quay giữa trời nắng nó sẽ bật cái tông đỏ lên nhiều hơn. Đây mọi người nhìn này, toàn con cao dài trường chó đuôi to luôn. Hi hi. Địch với ham đồ lắm. Ôi một rẻ đấy, không thể đủ được đâu Thúy ạ. Cho bọn này cắn được. Đấy, một rẻ nó bé quá, không thể cắn được đâu. Hết được luôn. Các anh hoàn toàn yên tâm một điều rằng là trại của em nơi sinh sản, nên là bất cứ phả Pháp, Bỉ hay phả Mexico gì đều kích thần kinh, nên là thần kinh sẽ đều căng cho mọi người. Để đảm bảo là các anh có thể chơi được, chứ không phải là mỗi phả Pháp, Bỉ mình có thể chơi được nhá. Chỉ là mình sẽ chia rạch ròi ra là chuyên về xu hướng huấn luyện thần kinh căng thì nó sẽ là Pháp, Bỉ. Còn nếu mà thần kinh nó vẫn căng, nó vẫn ở mức độ chơi để cho các anh nuôi trong nhà và huấn luyện cơ bản thì Mexico hay Pháp, Bỉ gì các anh đều có thể chơi tốt luôn. Ê, khung nó rất là to dài luôn này. Con kia nó không có chỗ bám cắn. Ê, mõm này mọi người nhìn, mõm này, mặt này. Cắn giật đây. To dài luôn. Chúng ta nhảy lên. Hết chỗ cắn luôn rồi. Thả ra bây giờ nó bắt đầu nó giằng nhau đấy. Đây mọi người là nhìn mỗi con một mà mảng màu luôn nhé. Khớp khớp nó giằng nhau. Tí nữa thì em sẽ bắt đầu em quay riêng từng con cho mọi người xem dần. Vẫn còn hai đực đen tuyền nữa, ngày mai sẽ lên sóng cho mọi người nốt của đàn này. Các anh bắt đàn này rất là to nhá. Đây mọi người nhìn này. Em quay trực tiếp cho các anh xem. Mảng màu rất là đẹp ạ. Rồi bây giờ sẽ bắt riêng ra để quay từng con luôn. Xin chào mọi người.